Xin chào tất cả các bạn đến với Đọc Lại. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đàn tác phẩm Silent Night, một tác phẩm về chủ đề Giáng sinh nha. Các bạn có thể đăng ký mua cuốn giáo trình tuyển tập các tác phẩm về Giáng sinh mình soạn cho piano ha. Đó. Để các bạn tiện theo dõi và tập ha. Sách thì bao gồm sách và file MP3 đã đàn mẫu sẵn, các bạn về mở nghe lên thì các bạn dễ theo dõi hơn ha. Nào các bạn mở trang 45 ra nha, Silent Night. Bài được mà các tác phẩm thì được soạn có hợp âm đi kèm, đó hợp âm đi kèm trên này để các bạn làm muốn đàn theo kiểu cover theo ý riêng của mình thì các bạn đàn. Và những bạn đã được học cơ bản bài bản thì các bạn đàn theo khóa pha mình đã soạn sẵn như thế này ha. Các bạn nhìn vô khóa pha đàn luôn. Giờ các bạn nhìn vô tên video mình đã đưa cái file nhạc lên video, các bạn nhìn tập theo. Rồi tay phải nè. Mình tập luôn ha, tiết kiệm thời gian thì mình sẽ tập luôn. Đầu tay phải đó, các bạn đàn mì đô này. Rồi hai mì son son mi, rồi ô tiếp theo là ký hiệu rải xì re son, các bạn rải nhanh lên. Đó, đây là những ký hiệu các bạn hay gặp trong một bài nhạc nên các bạn chú ý để các bạn đàn những bài sau. Rồi đàn đều nha, đô son mi son fa re đô 2 3, rồi cái ô tiếp theo, rồi các bạn chuyển tay này, đô son đô re mi fa son. Rồi được, có hai cách chuyển ngón. Cách thứ nhất là đô son đô re mi fa son, cách thứ hai đô son đô re mi fa son. Đàn như thế này thì các bạn phải nhảy cái ngón này, thì nhiều khi các bạn nhảy không chính xác thì nó sai. Đàn kiểu này dễ hơn, đúng kỹ thuật hơn. Đô son đô re mi fa son la son mi 2 3, son la son mi 2 3, re 2, re si 2 3, đô 2, đô son 2 3, la đô fa đô la đô đô fa si la son mi 2 3. Rồi câu tiếp theo nó tương tự cái câu của đàn. Rồi mình sẽ hướng dẫn phần câu intro đầu tiên trước ha. Rồi đô trưởng bát mi thì các bạn đàn nốt mi trước. Đó, mi son đô. Rồi son trưởng, son re son. Đô trưởng các bạn rải đô son theo đô son đô. Ô cuối cùng đô son đô re mi. Đó, đây là các phương pháp rải mà trong giáo trình 30 ngày học piano cover đó, rải theo âm mình đều có đề cập tới các phương pháp rải này nè. Các bạn mà chưa có cuốn này cũng có thể mua thêm cuốn này để các bạn tham khảo các mẫu rải nè. Đó, thấy không? Các mẫu rải mình đều có bài tập áp dụng trong này để các bạn tiện tập đàn cover nhé. Rồi. Ở dưới thì đô trưởng re thứ các bạn rải re la re mi fa, son trưởng các bạn rải son re son la si. Đó, rồi chỗ hàng số 3 hợp âm pha trưởng các bạn rải fa đô la, hoặc ngón này fa đô la. Đó, còn những hợp âm còn lại thì giống một kiểu rải này. Đàn chậm nhất có thể để các bạn theo dõi chậm, các bạn tập cho dễ ha. Bắt đầu. Fa re
tiếp theo thì nó giống cái câu mình vừa đàn đó, nên mình sẽ đàn luôn nhé. Đó, các bạn nhìn ô cuối cùng là la đô fa đô la đô đô fa si la son la son rồi tới cái ô tiếp theo thì khác một chút, cho nên mình sẽ hướng dẫn tay phải này. Fa la re các bạn gãi nha, cái là một cách gãi theo hợp âm thôi, thế đạo hợp âm re thứ. Fa la re các bạn gãi nhanh đó, ký hiệu lại các bạn chú ý nhé, mình đã nhắc rồi mình sẽ nhắc lại lần nữa nè. Gãi nhanh lên đó, gãi nhanh từ dưới lên, re hai re fa re si do hai ba mi hai ba do son mi son fa re do hai ba đó, ký hiệu lặp lại thì các bạn lặp lại từ đầu dấu có ký hiệu ngược lại hai chấm đó ha. Rồi đàn tiếp theo re thứ các bạn lại re 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 là re mi fa son trưởng son re si đô trưởng rải đô son đô re mi đô trưởng bát mi là đàn mi son đô mi son đó. Rồi son bảy các bạn lại son re son si re fa son đô trưởng thì giống như trên kia mình tập rồi, bây giờ ghép từ re nè, re hai re fa re si đô hai ba mi hai ba son mi son fa re đô hai ba. Rồi còn cái phần lặp lại các bạn tự lặp lại nhé, phần tập các bạn lặp lại rồi sau này son mi nè. Sẽ đàn cái chỗ phần 2 luôn ha. Son la si đô kết bài này, hai ô cuối này. Son la si đô. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn bàn tác phẩm sai lần này ha. Các bạn cố gắng tập nhiều để có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.